thuộc quận 5. Chùa Vạn Phật nằm giữa những dãy nhà cao tầng. Chùa được xây dựng vào năm 1959 bởi hai vị hòa thượng là Đức Bổn và Diệu Hoa, với mục đích làm nơi tu học, lễ bái cho các tăng ni, Phật tử người Hoa ở thành phố và các tỉnh lân cận. Khởi đầu chùa khá đơn sơ, chỉ sau đợt đại trùng tu kéo dài 10 năm, năm 1998 đến năm 2008, ngôi chùa mới có diện mạo như ngày nay với 5 tầng, diện tích là 200m². Đúng như tên gọi, chùa có hệ thống tượng Phật được xếp vào hàng kỷ lục tại Việt Nam. Những bức tượng được bài trí khắp các tầng, trong đó tráng lệ nhất là chánh điện, còn gọi là Đại Điện Quang Minh. Công trình quy tụ cả tượng nhỏ lẫn tượng lớn như Thích Ca Mâu Ni Phật, Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Không gian của chùa Vạn Phật mang đậm kiến trúc của người Hoa, từ màu đỏ dán giấy trên khắp nơi cho đến cổng vòm, hoa văn trên mái ngói. Nằm giữa những tòa nhà cao tầng, ngôi chùa vẫn chứng tỏ vị thế và sức hút của chính mình. Khi tìm tới đây, người ta không chỉ tìm đến Phật Pháp mà còn tìm đến sự bình lặng trong tâm hồn. Vị chủ trì chùa hiện nay là Đại Đức Thích Truyền Cường, người gốc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, là người đã tổ chức một đợt đại trùng tu ngôi chùa kéo dài 10 năm. Nằm trong khu dân cư đông đúc, chùa phải mở rộng diện tích thờ phụng và sinh hoạt theo bề dọc. Chùa xây dựng quy mô 5 tầng, gồm 3 tầng lầu, 1 tầng trệt và 1 sân thượng. Sân thượng đặt tháp Vạn Phật 5 tầng, bên cạnh có tháp thờ của Hòa Thượng Tăng Đức Bổn, viên tịch năm 2000. Phía trước có bức Cửu Long Bích, chạm nổi 9 con rồng đang uốn lượn trong mây. Đài sen bằng đồng dưới chân tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, được chế tác tinh xảo. Điều đặc biệt ẩn sau 1000 cánh sen này là những bức tượng Phật nhỏ có màu trắng ngà. Xung quanh những tượng Phật lớn là 10000 tượng nhỏ, được đặt tương ứng trên tường của Đại Điện Quang Minh. Ngoài tượng Phật, chánh điện còn có tượng Tứ Đại Thiên Vương được đặt theo 4 hướng. Trong các truyền thuyết của người Hoa, đây được xem là những người canh giữ thế giới và Phật Pháp. Tại tầng 2 là điện thờ Đức Phật Dược Sư. Theo truyền thuyết, Ngài bảo vệ chúng sinh khỏi bệnh tật cả thể chất và tinh thần, những nguy hiểm, chướng ngại trong cuộc sống, và giúp họ loại bỏ 3 chất độc là sự dính mắc, hận thù và vô minh. Đó được coi là nguồn gốc của mọi đau khổ trên cõi đời. Hơn 50 năm qua, chùa Vạn Phật là trung tâm tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo quận 5, nhằm cứu trợ những vùng đồng bào gặp phải thiên tai, giúp đỡ các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, giúp đỡ những người lỡ đường. Chùa cũng là trung tâm tu học, thuyết giảng Phật Pháp cho đông đảo Phật tử hàng tuần, không chỉ người Hoa mà còn có cả nhiều người Việt. Thank you.